Xin chào, chào mừng em đã quay trở lại với cả Thành Lâm Media. Thì như tiêu đề anh em đã xem hay đơn giản là trên màn ảnh nhỏ anh em ở đây, thì chúng ta đã biết cả hai mẫu loài đều đến từ nhà Harman Kardon. Đấy. Và trên tay mình hiện tại đang có đó chính là Onyx Studio 8. Và gần đây rất nhiều anh em nói một câu rằng là giữa Onyx Studio 8 và Onyx Studio 7 là bình cũ rượu mới. Thế thì chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao câu nói đấy nó ý nghĩa như nào với cả Onyx Studio 8, thì bắt đầu nhá. Đấy. Và ngoài ra anh em đang muốn tìm kiếm những mẫu loa khác ngoài Harman Kardon như JBL hay đơn giản là Marshall, anh em có thể truy cập vào trang web thanhlammedia.vn. Trên này có rất nhiều mẫu loa và các mẫu tai nghe anh em có thể sẽ cần. Có biết được anh em sẽ kiếm được mẫu tai nghe hoặc mẫu loa về với mình thì sao? Về thiết kế bề ngoài thì sao? Mình sẽ nói sơ qua với thiết kế bề ngoài của cả Onyx Studio 7 và Onyx Studio 8 có thiết kế y hệt nhau. Nó không khác gì một chút nào. Ngoài việc ở bản 7 chúng ta sẽ có các cái màu là màu xám, màu xanh, màu đen. Bên phiên bản 8 chúng ta thay việc có màu xám, chúng ta sẽ có một cái màu mới, đó chính là màu be. Màu be sữa ở đây, hay tên của Harman Kardon đặt cho đó chính là màu champagne, nghĩa là kiểu là màu rượu vang ấy. Nhưng mà đối với mình cảm thấy màu này khá là đẹp, tinh tế và để một góc vào đấy trong nhà khá là sang trọng, nhưng mà đếm vào tay một thằng như mình ấy thì bẩn, dễ bẩn lắm. Nhưng mà này cực kỳ bẩn luôn anh em ạ. Đặc biệt một tí ở đây nó chính là ở trên ngay cái bề mặt phím điều khiển thôi. Ở Onyx Studio 7 chúng ta sẽ có đó chính là Bluetooth này, tăng giảm âm lượng này, nút nguồn. Onyx 8 cũng tương tự, nhưng có một điểm khác biệt ở đây đó chính là Onyx Studio 7 chúng ta sẽ có là một nút play power, nhưng chuyển sang 8 chúng ta sẽ có một cái nút được biến thể, biến hình, thay từ play power trở thành một cái ký hiệu điện thoại. Thật ra đây là một cái điểm nâng cấp của Harman Kardon dành cho Onyx Studio 8. Và nó có nâng cấp như thế nào thì nữa mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Chúng ta bắt đầu chuyển sang cái bề mặt đằng sau. Với mặt đằng sau của Onyx Studio 7 thì chúng ta sẽ vẫn có đó chính là cổng sạc DC. Nhưng chuyển sang Onyx Studio 8 chúng ta chuyển sang một cái cổng sạc mới, đó chính là cổng sạc cái chữ số 8 ấy, cổng sạc hai chấu ấy. Nó sẽ chắc chắn hơn. Và bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn có đó chính là về AUX, nói dân dã ra đó chính là cổng jack 3.5mm, có thể cắm với cả điện thoại, tai nghe hay đơn giản nữa là về các laptop ấy. Đấy, với cả là một cổng service. Và với điểm đặc biệt năm nay ấy, của Harman Kardon đã đi một cái hướng khá là bảo vệ môi trường, khi mà Onyx Studio 8 chúng ta có một cái mặt vải phần e căng đấy được xếp dệt bằng những sợi là polyester tái chế và đạt cái tiêu chuẩn là FSC. Và ngoài ra nữa là trên vỏ hộp của Onyx Studio 8 ấy là những vật liệu tái chế và những cái vết mực ghi thông tin của Onyx Studio 8 trên đấy được sử dụng bằng một nguyên liệu đặc biệt làm bằng đậu nành. Và đấy là về ngoài. Còn đâu nữa là về những cái vị trí đặt như là logo của Harman Kardon hay là một số chi tiết khác thì y hệt. Bởi vì có một câu mà bình cũ rượu mới, nghĩa là sao? Bề ngoài cũ nhưng bây giờ chúng ta đến với cái phần bên trong, đó chính là vị trí về các bảng loa. Với vị trí các bảng loa ấy thì ở đây Onyx Studio 8 và Onyx Studio 7 chúng ta đều cùng một thiết kế, cùng một khuôn, cho nên là chúng ta có những cái vị trí của giải bay và chép tương ứng y hệt nhau. Với giải bay thì vẫn là 120mm, về giải chép thì chúng ta có Onyx Studio 7 sẽ là 25mm ở hai bên, còn Onyx Studio 8 chỉ là 20mm thôi. Nhưng ngoài ra đấy, với thiết kế này chúng ta được nhét thêm đó chính là hai mic, hai micro để chúng ta có thể đàm thoại rảnh tay trên ngay chiếc loa này luôn. Là đấy là lý do tại sao mà chúng ta đã thay thế được cái nút play power trở thành một cái nút tai nghe ở đây, nghĩa là nó sẽ là một cái nút để chấp nhận và từ chối cuộc gọi ở ngay trên chính chiếc loa này luôn. Và đây là một cái mà nâng cấp đầu tiên của Harman Kardon cho Onyx Studio 8. Thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến một cái phần đó chính là những điểm nâng cấp và những tính năng đang có ở trên cả hai chiếc loa này. Đến với cái điểm này thì chúng ta sẽ có một cái bảng ngay đây, mình sẽ đọc qua. Về kết nối Bluetooth thì chúng ta có Onyx Studio 7 sẽ là 4.2, Onyx Studio 8 sẽ là 5.2. Cả hai chiếc loa này đều có cái tính năng đó chính là kết nối không dây maximum hai loa với nhau để chúng ta có một cái giải âm thanh lớn và sống động hơn. Bên cạnh đó thì cả hai mẫu loa này chúng ta đều có công suất là từ 20 đến 50W và thời lượng pin là 8 tiếng. Khá là trâu. Nhưng mà bên cạnh đấy nữa còn một điểm đặc biệt ở Onyx Studio 8 được cập nhật, đó chính là gì? Onyx Studio 8 khi chúng ta đem chiếc loa này đến một môi trường nào đó thì chiếc loa này cũng sẽ tự đo âm thanh môi trường và đồng thời sẽ tự tinh chỉnh EQ ở trong chiếc loa để phù hợp với môi trường mà khi anh em chuẩn bị phát nhạc và có thể tạo một bữa tiệc đi. Nó sẽ cho chúng ta một cái lượng âm thanh giải tần số âm thanh phù hợp với môi trường anh em chuẩn bị nghe luôn. Đấy là một điểm mình cảm thấy khá là đáng tiền ở trên chiếc Onyx Studio 8 này rồi.
Thì đấy là về điểm đặc biệt của nó hay mô loa. Bây giờ chúng ta thử chuyển sang một cái, đó chính là test âm thanh thì sao. Ở đây mình sẽ test ra hai bài, một bài sẽ thiên về vocal và một bài nữa mình sẽ test chuyên về gọi là bass một chút, để xem sự sống động của hai sound này có gì khác biệt và nổi trội hơn nhá. Em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mơ thẫn thờ và ngày đợi chờ bóng em đi qua. Về phần nhận xét thì sao? Sau khi chúng ta đã nghe qua cả hai mẫu loa này ở đây thì mình có một cái nhận xét như này. Nếu với những anh em nào đang muốn mua hai chiếc loa này về mà chỉ đơn giản là nghe giải trí hay là nghe kiểu cho có đấy, anh em sẽ không có thể phát hiện quá nhiều về sự thay đổi về chất âm của cả hai mẫu loa. Các giải tần sóng âm nó sẽ đều như nhau, nó không khác biệt quá nhiều. Nhưng nếu anh em mà là một người nghe kỹ, kiểu gọi là kỹ tính hơn về âm thanh ấy, hay là trên quan điểm cá nhân của mình,
Thì đối với Onyx Studio 8 đã có một cái giải pháp rất là tốt về giải bay. Đã cho một cái giải bay nó nhẹ nhàng hơn, nó hài hòa hơn và nó không bị lấn át so với các cái giải tần sóng khác như là Onyx Studio 7. Và ngoài ra nữa là cái phần chép của trên chiếc Onyx Studio 8 cho chúng ta nghe những cái bài nhạc vocal nó trong trẻo hơn, nó tươi sáng hơn và khiến chúng ta có thể gọi là cảm nhận được cái linh hồn của chúng ta vào trong bài nhạc nó dễ dàng hơn, hay mình nói nó gọi là hay hơn đấy. Đấy là đối với mình là một người đã nghe và trải nghiệm cả hai mẫu loa thì đấy là cảm nhận cá nhân của mình. Anh em có cảm nhận gì hãy comment xuống bên dưới nhá. Và đây là hai mẫu loa mà mình chỉ có thể là trải nghiệm nhanh, chia sẻ nhanh và so sánh nhanh với cả hai mẫu loa này thôi. Thì không biết anh em thích mẫu loa nào hơn. Và với mức giá của hai mẫu loa này thì chênh nhau đâu đấy khoảng 1 triệu. Onyx Studio 7 đang có mức giá đâu đó là 5.990.000 trên Thành Lâm Media và nó được giảm giá khoảng 5.2, 5.3. Đấy mình sẽ để cái giá trực tiếp ở ngay đây. Và Onyx Studio 8 đang có mức giá đó chính là 6.990.000 bán chính hãng ở tại Thành Lâm Media. Anh em truy cập trang web Thành Lâm Media nhá, hoặc anh em có thể đến với cả là hai cơ sở của Thành Lâm Media ở Hà Nội và Sài Gòn. Mình sẽ để luôn cả địa chỉ ngay đây, anh em có thể nhìn được. Và đấy là ý kiến của mình về hai mẫu loa này. Không biết anh em có cảm nghĩ và cảm nhận gì về hai mẫu loa, hãy comment xuống bên dưới. Ngoài ra anh em hãy để cho mình một nút like và đừng quên đăng ký Thành Lâm Media ủng hộ chúng mình để mình có thể nhanh chóng ra được nhiều video hỗ trợ anh em so sánh nhiều mẫu loa khác nhá.